Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cây công nghệ mình là Mika đây. Ngày hôm nay thì mình đang có trên tay đây là chiếc Galaxy A23, một trong những dòng A series mới ra mắt của Samsung. Và cái chiếc máy này thì nó đang nằm ở một cái mức giá rất là dễ tiếp cận tầm khoảng là hơn 5 triệu một tí xíu thôi Thì với mức giá 5 triệu như thế thì chiếc máy này nó đang có một cái mức cấu hình tương đương với lại cái chiếc Redmi Note 11 Cũng là con chiếc Snapdragon 680 Vậy cái chiếc máy này có gì đáng giá hơn so với lại cái chiếc Redmi Note 11 để cho nó có một cái mức giá trên hơn tầm khoảng là 500.000 đồng như thế Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của video để tìm hiểu nó nhé Thực chất mình nói thế thôi chứ về cơ bản thì con này nó sẽ thu thiệt khá nhiều so với lại cái chiếc Redmi nó 11 xét ở trong cái phần khúc giá này cùng với một cái mức hiệu năng như thế. Hơn 5 triệu thì thực chất đây là một cái chiếc máy tại vì nó đến từ Samsung nên là nó sẽ thường có mức giá hơi cao hơn so với lại Xiaomi. Điều này chúng ta có thể thấy được rồi. Bù lại thì nói chung là những cái thông số nó đi kèm nó cũng nằm ở một cái mức rất là ổn ở trong cái phân khúc giá này. Ví dụ như là tầm phân khúc giá này chúng ta đã có được một cái độ phân giải Full HD, điều mà tưởng chừng như là Oppo đã bỏ lỡ khi mà chỉ trang bị đồ phân giải HD trên những cái sản phẩm của mình trong phân khúc giá này thì con này nó lại có được là cái Full HD nhưng mà cái tấm nền của nó thì chỉ đơn giản là IPS LCD thôi với cái tấm nền này thì mình thấy được rằng là nó có cho chúng ta là một cái độ sáng khá là tốt đi kèm với đó là màu sắc nó cũng rất là nền mắt nữa. Tuy nhiên nếu so về mặt chất lượng thì làm sao có thể là địch lại nổi được cái chiếc Redmi Note 11 khi mà nó có cho chúng ta là một cái tấm nền AMOLED đúng không nào Độ sáng chắc chắn nó sẽ cao hơn rồi mức độ nổi khối cái thứ này kia nữa Nên là nó sẽ có nhiều yếu tố mà hội tụ lại thì mình thấy rằng là cái chiếc Galaxy A23 này nó sẽ thu thiệt nhiều hơn Vì màn hình trên cái chiếc Galaxy A23 này nó cũng sẽ dày hơn Và dạng màn hình trên cái chiếc Galaxy A23 này thì nó cũng chỉ là dạng màn hình giọt nước thay vì là độc lỗ đó Thì điều này nó sẽ khiến cho cái mức độ thẩm mỹ trên cái chiếc Galaxy A23 này nó giảm đi phần nào đó khá khá khi mà so ngang với lại cái chiếc Redmi nó 11 chưa hết là chúng ta sẽ còn có là một cái form thiết kế mà nó thiên hướng là hơi nhựa tức là thường xu hướng bây giờ các hãng ấy ở phân khúc giá rẻ thì chắc chắn là tất nhiên là nó sẽ có cho chúng ta là một cái chất liệu là nhựa rồi nhưng mà họ thường sẽ làm với cái dạng là trong nó giống như là kim loại hoặc là kính thì đối với lại samsung thì họ lại đi theo cái hướng là nhìn vào phát là biết ngay đây là nhựa luôn chứ nó không có một cái gì cơ đó là nó tạo một cái hiệu ứng thị giác nó cao cấp như là trên những cái sản phẩm khác trong cộng phân khúc đó chất liệu thì nó thiên hướng là hơi thực dụng một tí với cái phần khung viền được bo công thì khi chúng ta cầm vào nó cực kỳ là đầm tay các bạn nhé À, con này thì mình cảm giác là khi mà mình trên tay với cái phần viền nó cũng hơi dày ở đây nữa thì nó giống như là một cái thiết bị nồi đồng cối đá vậy chứ nó không thiên hướng là một cái thiết bị mà nó cho chúng ta một cái cảm giác quá là cao cấp như là một số các chiếc máy khác. À, chưa hết là nói về mặt hiệu năng đi. Với con chiếc Snapdragon 680 ở trong phân khúc giá khoảng 5 triệu này, nó cũng không phải là một cái mức cấu hình mà gọi là quá cao hoặc là quá ấn tượng đâu, nhưng mà đối với lại một thương hiệu như là Samsung thì những người dùng phổ thông bình thường khi mà họ mua cái chiếc máy này về, mình nghĩ rằng là họ sẽ hài lòng với cái trải nghiệm mang lại Đó, màn hình của con này thì cũng có là cái tần số quét 90 hz nữa cho nên là khi mà kết hợp với cái cái con chip snapdragon 680 nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm nhìn chung là rất mượt mà với những cái thao tác vuốt chạm bên ngoài rất là đơn giản. Còn khi vào chơi game thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng là đây vẫn là một cái con chip thuộc kèo dưới, Sau lại con chip Helio G96. À, tầm cái phân khúc giá của con này thì nó sẽ nằm đâu đó là giữa cái chiếc Redmi Note 11 và Redmi Note 11S. Nếu như các bạn cố thêm vài trăm nghìn để có được cái chiếc Redmi Note 11S, chúng ta sẽ có được một con chip Helio G96. Với con chip này thực chất thì bây giờ đây nó đang để một cái mức uh, gọi là mức đồ họa cũng tương tự xem xem như là cái con chip Snapdragon 680 tuy nhiên thì nếu mà xét về tương lai thì sao sau này những cái app những cái tự game mà chúng ta hay dùng ấy nó bắt đầu nó cập nhật đồ họa nó bắt đầu nó cập nhật thêm dung lượng thì đối với lại con chip Helio G96 nó vẫn sẽ đảm bảo được một cái tác vụ một cái trải nghiệm mượt mà còn đối với lại Snapdragon 680 với những cái mức setting để bao giờ ấy, thì mình nghĩ khả năng cao là nó sẽ bị đuối với những phiên bản cập nhật tiếp theo bây giờ thì nó đang làm rất tốt nhưng mà về lâu về dài thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không trụ tốt bằng so với lại con chip Helio G96 đâu đó cũng là một điểm các bạn cần phải lưu ý còn về phần camera thì cũng là một điểm khá là đáng nói khi mà trên cái chiếc camera này nó có cho chúng ta tới 4 cảm biến các bạn nhé tính về cái độ đa dụng thì mình nghĩ rằng là cũng không có gì để phàn nàn cả nó sẽ có đầy đủ cảm biến chính cảm biến góc trọng cảm biến macro và cảm biến đo chiều sâu à, về cái phần thông số ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái cảm biến chính với độ phân giải là 50 megapixel một cảm biến góc rộng 50 megapixel và hai camera miếng phụ đi kèm là macro này, đo chiều sau có chung độ phân giải là 2 MP các bạn nhé. Về phần loa của cái chiếc máy này thì nếu mà so với lại cái chiếc Redmi Note 11 nó cũng sẽ không có loa kép cũng là một điểm trừ của cái chiếc máy này. Đó và với những người dùng phổ thông thì mình nghĩ rằng là thường họ sẽ xu hướng ấy là lựa chọn thương hiệu nhiều hơn là những cái thông số nó chi tiết của một chiếc máy như thế này Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta hiểu cái thông số thì chúng ta chắc chắn là rất khó để có thể lựa chọn cái chiếc máy Galaxy A23 này Nhưng mà nếu như chúng ta là một người dùng phổ thông chúng ta muốn tìm một cái thương hiệu nó đã có có chỗ đứng rồi Nghe đến thôi là có một cái sự an tâm rồi Thì rõ ràng là Samsung luôn luôn là một trong những cái thương hiệu được đặt lên hàng đầu Và nói về thị trường Việt Nam nữa thì Samsung cũng có một cái ý nghĩa rất lớn Về cái cả là kiểu họ đã có một cái tầm ảnh hưởng rất rõ ràng từ trước đến giờ rồi Nên thành ra là cái vấn đề này mình nghĩ rằng là người dùng phổ thông sẽ không quá là quan tâm đâu Cái mà họ quan tâm ở đây không phải là thông số chi tiết mà họ quan tâm ở đây nó chính là một cái trải nghiệm nó đủ để họ cảm thấy hài lòng với lại cái số tiền họ bỏ ra thôi là được rồi Và cái chiếc Galaxy A23 này nó đã đáp ứng được cái điều đó. Pin thì cũng lên tới là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc lên tới là 25W. Nhìn chung là cũng đã rất tốt so với lại một cái gọi là một cái uh, cái nét thường thấy của một thương hiệu Samsung đúng không nè Sạc 25W, pin 5000 thì nó cho ra một trải nghiệm mình nghĩ là cũng khá là tốt tốt rồi. Tóm kết lại thì đây là một cái chiếc máy mà nhìn chung nó sẽ hướng đến dành cho những người dùng phổ thông không tìm hiểu quá sâu về mặt thông số, đi kèm với đó là cái trải nghiệm thực tế của nó mang lại, mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ đáp ứng khá tốt với một cái chiếc máy chính hãng tại thị trường Việt Nam như thế này. Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về chiếc Galaxy A23 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.